chào tất cả anh em nha. Hiện giờ mình đang đứng ngay xa lộ Hà Nội. Đây là khu vực của Suối Tiên. Bên kia đường là bến xe miền Đông mới nha mọi người. Bên kia đường là bến xe miền Đông mới. Thì hôm nay mình dắt anh em đến một cái bãi xe này của người Anh nha. Của người Anh, một bãi xe cuốc, là xe cuốc dạng hàng nhỏ nha. Thì đây là xa lộ 261 quốc lộ 1A nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ đi vào trong bãi và gặp anh chủ bãi và sẽ review và giới thiệu cho anh em biết từng loại xe này nha. Rồi anh em cùng mình vào bãi nha. Đây là bãi xe mà mình muốn giới thiệu đến anh em nha. Bãi này nó cũng nhỏ thôi, tại không có được lớn lắm, thì cũng chuẩn trên dưới 10 chiếc xe thôi, còn là xe cuốc hạng nhẹ thôi. Các em, mình sẽ quay sơ qua tất cả các xe ở bãi này cho anh em nhìn nhé. Đây là con Vio 20 nha. Xe rất đẹp. Vio 40. Xe đẹp lung linh. Và con lớn này là Komatsu VC45. Và Yamaha thì với cái bãi xe này mình muốn giới thiệu đến tất cả anh em á, là xe ở đây á thì là xe nhỏ, thì giá cả thì cũng rất là mềm, cũng vừa tới tiền với anh em. Đối với lại những cái xe cuốc hạng nhẹ như thế này thì ở đây á mình muốn giới thiệu đến anh em á là cái tất cả những giá xe ở đây thì anh em cần thì cứ nhu cầu thì cứ liên hệ với mình, rồi mình sẽ dắt đến đây và nói chuyện giá cả trực tiếp với lại chủ bãi nha. Mình không có tiền cò hay tiền hoa hồng gì hết, mình chỉ giới thiệu cho bãi rồi bãi đến nói chuyện trực tiếp với anh em luôn, thì mình không có ăn cò ăn gì hết. Bây giờ mình chỉ review, mình chỉ cần anh em cảm thấy cái video clip này hay và like ủng hộ mình, đăng ký kênh mình để được xem những cái video về sau hay hơn, những chiếc xe đẹp hơn. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình là ok rồi, chia sẻ cho mọi anh em khác để được biết về những chiếc xe này. Thì tất cả những thông tin liên lạc mình để ở dưới mô tả, kể cả số điện thoại, và trên màn hình mình cũng có để số điện thoại của mình đó. Thì anh em nào cần á thì cứ alo mình sẽ dắt đi đến bãi và gặp trực tiếp với lại chủ bãi và xem xe và giá cả, làm việc với nhau. Mình không có liên quan tới việc giá cả hết nha. Thì bây giờ mình sẽ đưa anh em vào gặp chủ bãi và nói chuyện để biết về những chiếc xe này nha.
Tại vì hôm nay mình đến đột xuất quá mà mình không có báo trước cho cái anh chủ bãi, cho nên anh đi công việc không có ở đây. Thì ở đây chỉ có thằng lính anh ở đây thôi, mà thằng lính thì nó không có dám nói gì mà nó cũng không biết gì. Cho nên bây giờ mình cũng sẽ tự giới thiệu qua từng chiếc cho mọi người, và mình sẽ nói về sơ về cái giá ở đây xíu cho mọi người nha. Thì thứ nhất đầu tiên là cái con này Yamaha VO20 nha. VO20. Con thứ hai cũng là Yamaha VO30, lớn hơn con kia xíu. Rồi, lớn hơn xíu nữa, cũng là Yamaha, lớn hơn xíu nữa, VO40, đầy đủ nha, đủ cỡ, đủ kích nha. VO20, VO30, VO40 có luôn. Đây có ba con lớn nè. Đây là Komatsu BC45, đồng bộ là cần gập hết nha mọi người. Ecomeco SK045. À, Komatsu tay lái cơ BC20. Đây Komatsu BC40. À, Sumitomo SH38 UI nha. Hiện giờ tất cả xe trong bãi này là được 12 chiếc nha mọi người, 4 chiếc xe lớn và 5 chiếc xe lớn và 7 chiếc xe nhỏ, tất cả 12 chiếc. Thì mình có điện thoại cho cái anh chủ thì anh cũng nói là giá cả ở đây á, vì tất cả xe này là giá từ 100 triệu cho đến 300 triệu nha. Giá thấp nhất là 100 triệu và giá cao nhất là 300 triệu. Đủ các loại các cỡ luôn. Thì giá cả thì anh cứ cho chung chung vậy đó. Giá nhỏ nhất là 100 triệu, lớn nhất là 300 triệu. Nhưng mà với cái giá này là anh chủ anh mới nói là nếu mà ai có nhu cầu cứ mình dắt đến đây thì anh sẽ có thương lượng với các bạn để mua nha. Tại giá này giá có thương lượng nha. Bây giờ mình cứ đưa cái giá lên đó vậy. Và xe nè, xe rất là đẹp nha. Toàn bộ là xe nghĩa địa nhập công về, rút công về nha. Rút công nghĩa địa về chứ không phải là xe dọn lại hay là xe Việt Nam nha. Thì các bạn cứ ai có nhu cầu thì cứ liên hệ mình, số điện thoại mình cứ để trên màn hình đó, chứ liên hệ trực tiếp với mình, rồi mình sẽ dắt đến bãi này và gặp trực tiếp anh chủ và nói chuyện thương lượng giá cả. Ai có số tiền cỡ nào thì rình con đó. Nói chung là ở đây xe nghĩa địa mà xe nhập đẹp, giá cả hợp lý với túi tiền với lại chiếc xe luôn. Rồi thì mình cũng giới thiệu sơ qua cái bãi xe này vậy đó, là xe đẹp không. Thì anh em ai có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với mình, thì mình sẽ nhắc đến đây nhiệt tình. Mình nhắc lại một điều là mình không ăn tiền cò, tiền hoa hồng gì hết, chỉ cần mọi người like, đăng ký kênh mình và chia sẻ kênh mình rộng rãi ra cho nhiều anh em mới biết được nữa. Và mình sẽ review nhiều loại xe nữa để cho anh em được biết thôi. Thì video đến đây thì mình cũng xin kết thúc, tại chờ lâu á anh chủ không có về thì mình cũng xin kết thúc video. Thì mọi người nhớ like và đăng ký ủng hộ kênh nha. Rồi xin chào tạm biệt mọi người nha.